Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời bạn thức dậy vươn vai và rung mình một cái để chào buổi sáng? Thận và bụng cảm thấy nhẹ nhõm, bạn sẵn sàng nạp năng lượng cho một cái bụng đói cồn cao. Nhìn vào gương nhà vệ sinh một lần nữa trước khi rời khỏi nhà. Ấy thế nhưng mà khoan, đợi một chút, có cái gì nó lạ thế nhở? Một đàn kiến đen đang bu đỏ lại chỗ vàng óng. Đó là những gì tinh túy còn sót lại sau cú rung mình buổi sáng vừa rồi. Và từ đó, bạn biết mình đã đái đường đúng theo nghĩa đen. Đái tháo đường là một căn bệnh phổ biến ở khắp mọi nơi, khiến bạn có thể bị mù loà, đôi chân mất đi cảm giác và đi tiểu 77-49 lần ở trong ngày, thậm chí còn là đệ tử của thần chết, sẵn sàng gọi sư phụ đến tiễn bạn đi bất kỳ lúc nào. Vậy thì đường đáng sợ như thế nào và làm thế nào để không tiểu đường? Hãy cùng ta ca bật mí. Tại sao mà nhiều người nghiện đường? Chúng ta cứ bảo là hôn nhân như rơi vào hũ mật, ngã vào tình yêu ngọt ngào êm ái như là kẹo bông gòn, ngọt đến sâu răng. Đấy là lời của mấy tấm chiếu mới chưa trải mà thôi. Còn với tấm chiếu đã trải đến 9 năm như tôi thì hôn nhân ngọt như đường, nhưng mà là đái đường. Vợ của tôi là một bánh bèo kỳ lạ, miệng cứ luôn mồm kêu là em béo lắm rồi, em béo lắm rồi, em cần phải giảm cân. Nhưng mà trà sữa, bánh ngọt, chè chéo, kem thì đớp không thiếu một miếng nào. Buổi tối được cô nàng làm bát cơm, xong lại thêm cốc trà sữa trân châu đường đen, thêm trứng nướng. Đêm lại hỏi là tủ lạnh có còn gì ăn hay không. Nếu mà tôi nhắc nhở thì sẽ bảo là anh hết yêu em rồi, còn nếu không thì lại gao mồm lên ăn vạ. Sao mà anh không nhắc em không được ăn? Ủa mà nhịn lâu lắm vậy nhá. Đấy, méo biết thế nào mà lần cả. Một ví dụ nhỏ nhỏ để cho anh em hiểu một thêm về phụ nữ, cũng như là thói quen ăn ngọt của rất nhiều người. Rõ ràng như là vợ tôi biết mấy cái đồ kia nó rất là béo, lắm đường, nhưng mà vẫn hảo ngọt, thèm ăn ngọt điên cuồng. Lý do mà nhiều người thích đồ ngọt là bởi vì trong đó có đường. Dĩ nhiên rồi, đường thì có vị ngọt, có sẵn trong thực phẩm hoặc tạo ra từ thực vật, như là mía đường, củ cải hay thốt nốt, rồi được cho vào đồ ăn, thức uống. Đây là một loại carbohydrate, carb, mà cơ thể hấp thụ để bổ sung năng lượng, ngoài ra không có giá trị dinh dưỡng gì khác. Lý do cho việc nhiều người nghiện đường, có thể nói đường cũng như các thực phẩm ngọt khác kích thích tới hệ thống thưởng của bộ não. Ăn thực phẩm ngọt thường xuyên khiến bộ não quen với việc dung nạp đường, và sau đó thì cần ăn nhiều hơn để tác dụng tương tự thỏa mãn bộ não. Ngoài ra, đường cũng được chứng minh là gây giải phóng opioid nội sinh ở trong não, gây ảnh hưởng đến mức như một người nghiện được tiêm heroin. Hay nói cách khác là não bộ cũng xem đường như một phần thưởng ngọt ngào, khiến cho người ta không thể nào cưỡng lại. Một người được coi là mắc chứng nghiện đường khi họ thường xuyên ở trong tình trạng cực kỳ là thèm ngọt và không thể nào kiểm soát bản thân trước đồ ngọt. Nghĩa là một khi đã ăn đồ ngọt rồi thì rất khó để có thể ngừng ăn lại, giống như người nghiện rượu hoặc là ma túy vậy. Cũng giống như loại chất gây nghiện khác, đường có những tác hại mà chúng ta không thể nào lường trước. Trước tiên, hãy thử nhìn những đứa trẻ đang trong độ tuổi thích ăn vặt. Chúng thường muốn ăn những cây kẹo ngọt, cộng với việc không được chú trọng bảo vệ răng miệng. Lâu ngày thì sẽ bị sâu răng và bắt đầu bị hành hạ bởi những cơn đau. Đặc biệt hơn nữa, trẻ em ăn quá nhiều đồ ngọt còn mắc bệnh tăng động hoặc là dậy thì sớm. Đó là lý do mà vì sao trước 3 tuổi, đứa con gái đầu của tôi không được phép ăn bất kỳ loại bánh ngọt hay là đồ ngọt nhân tạo nào cả. Và giờ con bé nó 5 tuổi rồi, niềm khao khát của cháu nó là nhanh lên 10 tuổi để được đi ăn kem, và lên 15 tuổi để được uống trà sữa. Ngoài những thứ như là sún răng, tăng động ra, thì một căn bệnh đa phần xảy ra người lớn tuổi liên quan trực tiếp đến liều lượng đường, chính là bệnh tiểu đường. Một căn bệnh không dễ thương như cái tên của mình, gây ám ảnh cho rất nhiều người bởi vì những biến chứng mà nó có thể gây ra. Ác mộng mang tên bệnh tiểu đường. Theo thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới IDF, toàn thế giới có 463 triệu người trong độ tuổi từ 20 đến 79 mắc bệnh tiểu đường. Dự kiến là sẽ ở mức 578 triệu người vào năm 2030 và 700 triệu người vào năm 2045. Hay nói cách khác là cứ 110 người lớn thì sẽ có một người mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên là gần một nửa số người đang sống với bệnh tiểu đường, độ tuổi từ 20 đến 79 không được chẩn đoán. Nghĩa là cứ 2 người mắc bệnh thì sẽ có một người không hề biết mình bị bệnh. Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh này đang gia tăng rất là nhanh chóng. Số bệnh nhân tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua. Nếu mà bạn không chắc chắn về việc mình có bị tiểu đường hay không, hãy cân nhắc đến việc thử đi tiểu và chờ đợi xem liệu kiến có bu vào bãi tiểu của bạn hay không xem sao. Tất nhiên là nếu không có kiến, điều đó không nói lên được sức khỏe của bạn khỏe mạnh và không mắc tiểu đường. Nhưng mà ít nhất là hãy cầu nguyện là kiến không bu vào đi. Bởi nếu mà có, thì lượng đường trong người bạn đã quá là cao. Có thể bạn sẽ phải đi viện ngay và luôn đấy. Tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường, là bệnh rối loạn chuyển hóa đặc trưng với biểu hiện lượng đường ở trong máu luôn ở mức cao hơn so với bình thường do cơ thể thiếu hụt insulin hoặc đề kháng với insulin, hoặc là cả hai, dẫn đến rối loạn quan trọng về chuyển hóa đường, đạm, mỡ và chất khoáng.
Khi mắc tiểu đường, bệnh nhân không thể nào tự chuyển hóa các chất bột đường từ thực phẩm ăn vào hàng ngày để tạo ra năng lượng, lâu dần gây nên hiện tượng tăng dần lượng đường tích tụ ở trong máu. Nếu mà lượng đường trong máu luôn ở mức cao sẽ làm gia tăng nguy cơ bệnh lý về tim mạch, đồng thời gây tổn thương nhiều cơ quan bộ phận khác như là thần kinh, mắt, thận và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác nữa. Nguyên nhân gây nên bệnh tiểu đường. Glucose là chất cần thiết cho cơ thể, có trong thực phẩm ăn hàng ngày, đóng vai trò là nguồn năng lượng cho tế bào và được dự trữ trong gan, tạo thành glycogen. Khi mà biếng ăn, lượng glucose trong máu sẽ hạ thấp, khiến gan sẽ ly giải những phân tử glycogen thành glucose để cân bằng lại lượng đường ở trong máu. Nhờ đó máu sẽ vận chuyển glucose đến các mô giúp hấp thụ glucose để cung cấp năng lượng. Tuy nhiên là trong trường hợp các tế bào không hấp thụ glucose một cách trực tiếp mà cần đến sự hỗ trợ của insulin, sẽ khiến những glucose được hấp thụ vào trong tế bào, giảm nồng độ glucose trong máu. Lâu dần sẽ khiến đường huyết giảm, đồng thời khi đó tuyến tụy cũng giảm sản xuất insulin. Có thể thấy là quá trình trao đổi chất bất thường sẽ khiến glucose không thể nào đi vào tế bào và cung cấp cho năng lượng cho cơ thể của bạn nữa. Kết quả lượng đường vẫn còn tồn đọng ở trong máu. Dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Ngoài cách đi tiểu và đợi kiến bù, có phần hên xui như tôi đã mách ở trên, để chắc ăn nhất thì bạn nên đi khám. Bởi chẳng có tư vấn viên online chém gió linh tinh nào bằng thầy thuốc bác sĩ thật cả. Ngoài ra thì các dấu hiệu nhận biết của bệnh tiểu đường thay đổi ít nhiều theo tuýp bệnh. Các triệu chứng của thể tiểu đường tuýp 1 thường diễn tiến nhanh, có thể xuất hiện vài ngày hoặc vài tuần với các biểu hiện điển hình như là cảm thấy đói và mệt, thường xuyên khát nước, đi tiểu nhiều, khô miệng, ngứa da, sụt cân. Còn ở thể tiểu đường tuýp 2, các triệu chứng tiến triển âm thầm và phát triển trong nhiều năm. Hầu hết bệnh nhân không gặp những triệu chứng rõ ràng như thể tiểu đường tuýp 1 nên khó có thể phát hiện. Bệnh có thể vô tình được phát hiện qua xét nghiệm glucose máu hoặc là có những biến chứng như vết thương nhiễm trùng lâu lành. Một số dấu hiệu nghi ngờ cần thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán chính xác bệnh tiểu đường như là nhiễm trùng nấm men. Bệnh nhân có thể thấy nhiễm trùng ở bất kỳ nếp gấp ẩm của da, ở giữa ngón tay, ngón chân, vùng dưới ngực, thậm chí là xung quanh hoặc là ở trong cơ quan sinh dục. Những vết thương chậm lành. Bên cạnh đó, bệnh nhân có thể thấy đau hoặc tê ở chân. Đó cũng chính là biểu hiện của tổn thương thần kinh. Ngoài ra, tiểu đường còn gây ra chứng mất thị giác ở người trưởng thành. Cụ thể hơn là người bệnh thường suy giảm hoặc là mất đột ngột thị giác. Nặng hơn chính là gây ra nhiễm toan ceton, hay còn được coi là biến chứng cấp nghiêm trọng của tiểu đường. Lúc này tất cả dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Nguy hiểm nhất là khi bệnh nhân hôn mê sâu và cận kề với tử thần nếu mà không được đưa đi bệnh viện kịp thời. Vậy thì làm thế nào để không mắc phải đái tháo đường? Người ta nói là họa từ miệng mà ra, cũng có cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Hay có thể hiểu rằng bệnh tật một phần cũng do những thứ chúng ta ăn hàng ngày. Vì vậy hãy thật là cẩn trọng và kiểm soát sao cho đảm bảo cơ thể bạn luôn được bảo vệ. Một người trung bình tiêu thụ khoảng 24kg đường mỗi năm hoặc là 33,1kg ở các nước phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì khuyến nghị người lớn và trẻ em nên giảm lượng đường tự do xuống dưới 10% và khuyến khích là giảm xuống dưới 5% tổng lượng năng lượng cần thiết. Trung bình là 1g đường chứa 4 calo. Theo chế độ ăn hiện nay là 2.000 calo một ngày, tương đương với 500 gram đường. Như vậy cần cắt giảm lượng đường xuống khoảng 50 gram, cỡ đâu khoảng 12 muỗng cà phê đường đến 25 gram đường. Cái việc cần làm ngay bây giờ là bạn hãy xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học, ăn healthy và học chữa lành cơ thể đi, bạn nhá. Nói chung là ăn nhiều thứ gì quá đều không tốt, cho nên hãy chủ động giảm bớt những năng lượng thừa, giúp cơ thể của bạn mạnh khỏe hơn. Và nếu mà những điều điên rồ lần thu hút bạn, kính mời các bạn cùng đến với những loại thực phẩm giả và bẩn chỉ xuất hiện tại Trung Quốc, đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nhé bạn ơi.